chấp nhận cùng chung, là chấp nhận chung sống một lòng một ý thủy chung. Sống chung cùng chí hướng hoài mong, cùng bước chung song hành, cùng hy sinh cùng vui sống. Sống chung là chia sẻ sầu vương, là chia sẻ vui sướng, là cùng hạnh phúc ngàn thương. Sống chung mặc dù lắm đau thương, dù vương mắt trăm đường, nguyện sống chung một lòng. Khi ta mới quen nhau đã nói câu chung tình thật mặn nồng. Qua bao năm bền chắc dài lâu thêm thâm sâu, nhưng ta sống bên nhau có những khi âu sầu lòng buồn rầu, nhưng ta thương yêu nhau thì xin cất niềm đau cho mình sống chung ban đầu. Sống là đi cùng một lối, là chia sẻ chăn gối, vợ chồng một kiếp bước xuôi. Sống chung là tâm ý hợp đôi, cùng nắm tay vui cười, cùng nhau chia sẻ sớm tối. Sống chung là xây dựng đời sau, để thế hệ con cháu nhìn vào mà bước rồi. Sống chung là cùng gắng hy sinh, cùng nhau sống chung thành vì tương lai con mình. Chấp nhận cùng chung, là chấp nhận chung sống một lòng một ý thủy chung. Sống chung cùng chí hướng hoài mong, cùng bước chung song hành, cùng hy sinh cùng vui sống. Sống chung là chia sẻ sầu vương, là chia sẻ vui sướng, là cùng hạnh phúc. Sống chung mặc dù lắm đau thương, dù vương mắc trăm đường, nguyện sống chung một lòng. Khi ta mới quen nhau đã nói câu chung tình thật mặn nồng. Qua bao năm tháng ngày tình bền chắc dài lâu, lòng buồn rầu, nhưng ta thương yêu nhau thì xin cất niềm đau cho mình sống chung ban đầu. Sống chung là đi cùng một lối, là chia sẻ chăn gối, vợ chồng một kiếp bước xuôi. Sống chung là tâm ý hợp đôi, nắm tay vui cười, cùng nhau chia sẻ sớm tối. Sống chung là xây dựng đời sau, để thế hệ con cháu nhìn vào mà bước dõi theo. Sống chung là cùng gắng hy sinh, cùng nhau sống chung thành vì tương lai con mình. Sống chung là cùng gắng hy sinh, cùng nhau sống chung thành vì tương lai con mình. Sống
chung, mặc dù lắm đau thương, dù vương mắc trăm đường, nguyện sống chung. Trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình êm ấm là mẹ cha ông bà sông đầm ấm mặn mà, bên đàn con trâu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, lắng lo buồn vui vâng thuận ý cha trên trời. Yêu thương chung tình là nếp sống gia đình, hy sinh riêng mình là dâng hiến cho nhau, lắng nghe lời nhau là bước chung một nhịp cầu, chia sẻ khổ đau và hạnh phúc mãi cùng nhau. Gia đình êm ấm là trên dưới thuần hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình êm ấm là mẹ cha ông bà sông đầm ấm mặn mà, bên đàn con trâu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắng lo buồn vui vâng thuận ý cha trên trời. Khi xưa chưa lập một bí tích gia đình, sinh con giáo dục là nhiệm tích uy linh, thầy Chúa tạo nên bao thế hệ đến mai sau, nối tiếp truyền nhau hưởng hạnh phúc mai ngàn sau. Gia đình êm ấm là trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Là mẹ cha ông bà sông đầm ấm mặn mà, bên đàn con trâu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắng lo buồn vui vâng thuận ý cha trên trời. Êm ấm là trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thiên tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình êm ấm là mẹ cha ông bà sông đầm ấm mặn mà, bên đàn con trâu nếp na, cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắng lo buồn vui vâng thuận ý cha trên trời. Bí tích gia đình nào ai phân chia đường, Chúa đã tạm thành để nam nữ yêu nhau, mãi mãi gần nhau lúc sương vui khi âu sầu, trông nhau và luôn lắng nghe lời nhau. Gia đình êm ấm là trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thứ tha,
trong tương lai tin vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình êm ấm là mẹ cha ông bà xung đầm ấm mặn mà, bên đàn con trâu nếp na cùng nhau chia sẻ bao hạnh phúc đẹp tươi, những lắng lo buồn vui vẫn thuận ý cha trên trời. Yêu nhau khi tình và những lúc gian nan, những lúc khoe mạnh và những lúc đau thương, gắn bó bên lâu một bước chân đi chung đường, sinh con dạy con là hạnh phúc của tình thương. Gia đình êm ấm là trên dưới thuận hòa và yêu thương thật thà, nhìn nhiều hy sinh thứ tha, cùng nhau xây đắp cho con cái ngày mai có cuộc sống tương lai yên vui tươi đẹp mãi mãi. Gia đình em ở hôm nay cha, chúng ta họp nhau cùng cùng uống rượu và đăng thánh lễ kính thành ra Chúa Giêsu được Maria và Thánh Giuse là gương mẫu của các gia đình công giáo. Chúng ta đang lời tạ ơn Chúa đã ban xuống trên gia đình chúng ta muôn ơn xác hồn. Trong thế giới tục hóa ngày nay có quá nhiều sức mạnh sự dữ tấn công và đang làm nhiều gia đình chao đảo hoặc đổ vỡ. Những tệ nạn như yêu bội sống cuồng, phá thai, ly thân, ly dị cùng các xu hướng hưởng thụ ích kỷ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, thiếu tinh thần hy sinh, hiến mình cho nhau đang làm giảm suy phẩm giá thiêng liêng của gia đình và phá vỡ tình yêu trung tín vợ chồng. Thánh lễ hôm nay là cơ hội đặc biệt để các gia đình chúng ta cùng nhau hướng nhìn lên Chúa, khẩn nài lòng thương xót vô biên của Ngài đói đến gia đình chúng ta, giúp chúng ta nỗ lực bảo vệ và vun đắp tình yêu gia đình bằng cách theo gương thánh gia. Gia đình chúng ta luôn hướng về Chúa như mục đích tối hậu, can đảm sống lề luật và thánh ý Chúa, nỗ lực sống đức tin và đức ái. Đó là con đường chắc chắn nhất đưa gia đình chúng ta tới bình an, hạnh phúc hôm nay và mai hậu. Theo gương thánh gia, gia đình chúng ta nỗ lực vun đắp tình yêu hỗ tương. Nếu chồng hết lòng yêu thương và trung tín với vợ, thì chắc chắn vợ cũng hết lòng hy sinh cho chồng. Cha mẹ sống vì con cái và con cái sống cho cha mẹ. Đó cũng là lúc gia đình đang nỗ lực trở nên chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhau và cho mọi người. Xin cho ngày càng có nhiều gia đình công giáo can đảm sống tình yêu trung tín, quảng đại hiến mình cho nhau và nêu cao gương mẫu đời sống đức tin, để gia đình an vui và hạnh phúc trong Chúa, góp phần làm cho gia đình hội thánh tỏa sáng sự hiệp nhất và thánh thiện. Hôm nay chúng ta đặc biệt tạ ơn Chúa cho các gia đình mừng kỷ niệm hôn phối, mừng ngọc khánh, kim khánh, ngân khánh. Khẩn xin Chúa tuôn đổ muôn ơn xác hồn trên các gia đình này, để họ giữ mãi một tình yêu trung tín với Chúa và vẹn nghĩa với nhau, nồng nàn trong lòng mến Chúa, yêu người, để cả gia đình luôn được an vui, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Với những tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sáng cung nghinh kiểu thánh gia và hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn.
Dân dân cha bà con bà thân thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý cố, quý cụ, quý chức, quý ông bà, quý chị em, đặc biệt là các gia đình. Hôm nay cùng với toàn thể giám hội chúng ta hân hoan mừng đại lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Lễ Thánh Gia Thất là bổn mạng và cũng là mẫu gương của các gia đình Công giáo. Tham dự thánh lễ hôm nay chúng ta vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Đặc biệt rất nhiều đôi hôm nay tổ chức nhân kỷ niệm các năm hôn phối Ngọc Khánh, Ngân Khánh, có những đôi 35 năm, 30, 20 hay là 15 năm, 15 nữa. Cộng đoàn chúng ta vỗ chặt bó tay thật lớn và thật dài để chúc mừng. Và hiện diện trong thánh lễ hôm nay có quý vị cha chánh xứ, cha phó xứ và có sự hiện diện rất đặc biệt của cha Giuse Nguyễn Đình Chiến, là người con của giáo xứ Kế Thập chúng ta, cũng là trong mối liên hệ với lại gia đình ông bà Dinh hôm nay về hiện diện và cùng dâng thánh lễ này. Chúng ta vỗ chặt bao tay lớn để đón chào cha. Cùng trung tâm tình tạ ơn cầu bình an, xin ơn như ý và tất cả những ý lễ mà chúng ta vừa được nghe trong phần dẫn đầu lễ, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình giờ đây sám hối để xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, và những ý lễ chúng ta dâng được Chúa thương đón nhận. Lời Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thiên Chúa là con nước Chúa Cha.
nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Cùng Đức Chúa Trời Con trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đang muốn đề cao tham gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hướng niềm an vui bình cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiện nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chiếc sắc huấn ca. Thiên Chúa suy tôn người che chăn con cái, quyền lợi bà mẹ, người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhận lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi những kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ làm khinh dễ người, vì của dân cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của yếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của người.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô là chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới được làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa, nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vực, thánh thi và thánh ca của thần khí cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng gây nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đà, sợ sệt. Đó là lời chối dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel.
vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao là vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilee và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã phán qua lời ngôn sứ: người ta sẽ gọi con trẻ là Nazareo. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đầu lễ trước khi chúng con chuẩn bị dâng thánh lễ, có một bác cao tuổi cũng đã kinh nghiệm nhiều năm trong đời sống hôn nhân gia đình. Chúng con chia sẻ, quả là khó để chia sẻ lời Chúa cho các bác đã trải qua đời sống hôn nhân nhiều năm, bởi vì chúng con đâu có sống đời hôn nhân gia đình. Các linh mục thì độc thân theo như quy định hội thánh, vậy thì làm sao mà cảm nghiệm sâu xa được thế nào đời sống gia đình với những thăng trầm của nó. Rồi bác cũng cười và bảo: cha không phải lo, có thể dựa vào đời sống của hội thánh trải qua kinh nghiệm của hơn 2.000 năm lịch sử đồng hành với các gia đình Kitô giáo để nâng đỡ và chia sẻ đời sống hôn nhân của họ qua chính lời Chúa. Và các cha cũng là có những chuyên viên để tư vấn cho mình, có thể chia sẻ tất cả gọi là những điều để Thiên Chúa soi sáng cũng như là giáo hội hướng dẫn cho các đôi hôn nhân, các đôi vợ chồng trong đời sống gia đình. Thế chính vì thế mà các cha cũng có quyền là dạy giáo dân anh chị em, tất cả ông bà anh chị em cái môn gọi là giáo lý hôn nhân, để chuẩn bị lại bí tích hôn nhân này là như vậy. Và một chút câu chuyện vui như vậy, chúng ta trở lại ngay sau Chủ nhật đầu tiên, Chủ nhật đầu tiên ngay sau lễ Giáng sinh, cộng đoàn hội thánh cùng cử hành phục vụ lễ trọng lễ thánh gia Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Và chúng ta thấy như vậy là giáo hội như là muốn chứng minh và bày tỏ chúng ta tầm quan trọng của đời sống gia đình, của đời sống vợ chồng dưới ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh này. Và chúng ta thấy giáo hội như mời chúng ta bắt chước thánh gia, bởi vì mỗi gia đình chúng ta được mời gọi trở nên một vị thánh trong chính gia đình của mình, để gia đình trở thành như thánh gia là một gia đình thánh thiện, một gia đình của chính ba ngôi Thiên Chúa vậy. Thánh gia chúng ta định nghĩa thế nào về thánh gia? Rất là đơn giản, danh từ gia đình cộng với lại tính từ của thánh thiện, một gia đình của những vị thánh, một gia đình thuộc về Thiên Chúa và là một gia đình được mời gọi để thuộc về gia đình của chính ba ngôi Thiên Chúa. Bởi ba ngôi Thiên Chúa có ba ngôi như là một gia đình xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Và như vậy chúng ta thấy là mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên mỗi người trong gia đình của mình. Người cha có thể bắt chước Thánh Giuse, rồi những người làm vợ bắt chước Đức Maria, còn những người con thì trở nên giống như Chúa Giêsu. Nói cách khác, một cách tốt hơn là mỗi người chúng ta có thể bắt chước theo gương sống thánh thiện của cả ba vị, của Chúa Giêsu, của Đức Maria và Thánh cả Giuse. Và chúng ta thấy đây là một gia đình thật là thánh thiện tuyệt vời. Quý ông bà anh chị em chiêm ngắm hang đá hôm nay và nhìn thấy ở đó một gia đình thánh gia, trong đó đầy tràn ân sủng, đầy tràn thánh thiện, đầy tràn vinh quang của Thiên Chúa nối kết đất trời, và cũng thực sự là một mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong gia đình để được mời gọi sống nên thánh. Hiện diện đặc biệt trong cộng đoàn phục vụ của chúng ta hôm nay là quý ông, quý cô chú và anh chị em. Và quý anh chị, hôm nay mừng Ngọc Thánh,
Kim Thánh và Ngân Thánh. Đó là một điều đặc biệt trong đời sống hôn nhân gia đình, bởi vì chúng ta thấy đó là một giai đoạn không gọi là không mấy ngắn ngủi chút nào, mà chỉ rất dài. Và có những vị lại sống 60 năm, 75 năm nữa, cũng là một kinh nghiệm rất là dài và đẫm máu. Và chúng ta thấy hôm nay quý ông bà, cô chú và anh chị hiện diện ở trước mặt Thiên Chúa và trong cộng đoàn phục vụ hôm nay để nhắc lại, tuyên xưng lại cái lời thề hứa chung thủy với nhau mà cách đây 25 năm, 50 năm, 60 năm, để cha xứ giới thiệu là có cả 30 năm rồi, nhiều năm nữa chúng ta dâng cho tất cả những kỷ niệm hôn phối ngày hôm nay. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đặt cái lời tuyên hứa chung thủy với nhau đó trong màu nhiệm của ngôi lời nhập thể, trong màu nhiệm của gia đình Thánh Gia, với lời truyền cầu của các vị, của Thánh Giuse và Đức Maria, với sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên sống chung tín với nhau một cách trọn vẹn và tuyệt vời nhất với cái lời mà chúng ta đã tuyên hứa trong thời gian dài trước đây. Người này sẽ nói với người kia, anh sẽ nhận em làm vợ, và người kia nói với người này là em sẽ nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, với nhau và với em. Lúc gian nan cũng như lúc là mạnh khỏe, lúc thịnh vượng cũng như là lúc đau ốm, để tất cả yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời. Cái lời thề hứa chung thủy này được xây nên ba nền tảng quan trọng của Kinh Tô giáo trong đời sống hôn nhân, đó chính là sự chung thủy, tình yêu và tôn trọng. Tình yêu được đặt ở giữa, tình yêu được mời gọi để trở nên đảm bảo cho cái sự chung thủy mà hai người đã thể hiện với nhau. Và đặc chính tình yêu đó cũng là tạo nền tảng cho hai người, hướng dẫn hai người trong suốt cuộc đời vì tình thương và tôn trọng nhau. Thì cái bước nhỏ nhất giữa những con người trong xã hội là tôn trọng nhau, rồi sau đó cao hơn là hướng tới tình yêu, và sau đó trong đời sống hôn nhân là chung thủy với nhau nữa. Như vậy là ngày hôm nay tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị kỷ niệm hôn phối của mình, suy gẫm lại, nhìn lại, rồi rút ra những kinh nghiệm sống trong đời hôn nhân của chúng ta, với những thăng trầm, với niềm vui và những nỗi buồn, với những niềm tích cực của chúng ta và những cả những yếu đuối và thiếu sót của chúng ta nữa. Quả thực là ông bà, cô chú và anh chị đã cảm nghiệm rõ ràng bàn tay của Thiên Chúa cùng đồng hành với mình trong đời sống hôn nhân. Chúa hướng dẫn, nâng đỡ trong niềm vui và ân sủng của bí tích hôn nhân. Nhưng mà chúng ta cũng cảm nghiệm được Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng ta đặc biệt hơn trong cả những băn khoăn, lo lắng, những bất ổn, những vất vả, những khó nhọc, và cả những gọi là lộn xộn trong gia đình nữa, mà tất cả đều là có Chúa hướng dẫn chúng ta trong đời sống hôn nhân ấy. Những cái tiêu cực trong đời sống hôn nhân mà chúng ta có thể nghĩ là cái điều gì không được trọn vẹn, tiêu cực, nhưng mà không, theo niềm tin Cô Tô giáo, chúng ta thấy những cái tiêu cực ấy, vất vả, băn khoăn, lo lắng rồi lộn xộn như vậy là cần thiết. Bởi vì như người ta nói đó, có trải qua những thất bại đau thương thì người ta mới gặt hái được, với kinh nghiệm được, gặt hái được thành kinh nghiệm quý báu cho hành trình tương lai của họ. Và như thế, cái việc mà ông bà, cô chú, anh chị hôm nay lặp lại cái lời tuyên hứa chung thủy với nhau là cần thiết và chính đáng, để chúng ta làm lại một hành trình mới, dẫn đến chúng một hành trình mới cho bước đường của chúng ta cho đến trọn đời, như cái lời của chúng ta đã tuyên xưng trong ngày lễ nhận bí tích hôn phối đó. Và như vậy chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là làm gương chúng ta trước. Trong thư Hebrew thì Ngài đã dâng một cái lời nguyện thế này. Tác giả thứ Hebrew nói, Chúa Giêsu Kitô khi vào trong cuộc sống trần gian này,
đã cảm qua những kinh nghiệm đau thương của con người, đến nỗi Ngài đã than van khóc lóc dâng lời cảm tạ, xin Chúa cứu mình khỏi đau thương và cái chết. Và Ngài đã được nhận lời. Vâng, chính Chúa Giêsu không ai khác hết, Ngài ở giữa gia đình của chúng ta, như trong gia đình Thánh Gia đây, gọi kinh nghiệm những cái niềm vui và đau thương kiếp người, đặc biệt của mỗi gia đình chúng ta, đảm bảo cho chúng ta cái niềm hy vọng. Và chúng ta thấy hôm nay tin mừng thuật lại cái biến cố gọi là vất vả đau thương của Thánh Gia thôi. Con trẻ Hài Nhi mới sinh ra đã phải tìm cách trốn chạy những bất hạnh, những nguy hiểm từ phía bên ngoài đe dọa hạnh phúc gia đình của gia đình Thánh Gia. Và chắc chắn là anh chị em biết Thánh Giuse Đức Maria rất là cũng là khổ tâm, bởi vì con trẻ yếu đuối mà đã phải đối chọi với một gọi là vua Herode, gọi là gian ác và gọi là bắt bớ, không nương tay, giết tất cả những con trẻ và không để sót một đứa nào hết, từ 2 tuổi trở xuống là như vậy. Gia đình Thánh Gia cũng đã kinh qua những đau khổ như vậy. Mà chưa hết, chúng ta đọc tiếp tin mừng để chúng ta thấy Thánh cả Giuse tiếp tục gặp những thử thách do Thiên Chúa gửi tới. Đức Maria phải đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường lao giảng, rồi cả trong con đường thương khó nữa, cuối cùng đã phải chứng kiến cái chết đau thương của con mình trên thập giá. Đó chính là những vất vả, băn khoăn, đau khổ của chính gia đình Thánh Gia mà chúng ta đã được chiêm ngưỡng để làm gì? Nâng đỡ và khơi dậy những hy vọng cho chúng ta trong những lúc gian truân. Chúng ta tiếp tục vững tin cùng với gia đình Thánh Gia để tiến bước. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà, quý cô chú và anh chị trong ngày kỷ niệm hôm hôm nay. Và cái điều đẹp nhất mà gia đình Thánh Gia để lại cho chúng ta đó chính là gì? Luôn luôn chung tin trong mọi hoàn cảnh với Thiên Chúa và với nhau. Và như bài đáp ca chúng ta vẫn hát trong các lễ hôn phối, cái điều quan trọng đó chính là kính sợ Thiên Chúa. Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người biết theo đường ngay. Con cháu của họ và chính họ sẽ trở nên mạnh mẽ trong tình yêu và trở nên được sinh hoa kết trái trong tình yêu. Và như vậy chúng ta thấy mỗi gia đình công giáo của chúng ta tiếp tục được mời gọi để sống chung tín với cái lời tuyên hứa chung thủy này, dựa trên ba nền tảng đó là chung thủy, tình yêu và tôn trọng nhau. Người chồng yêu thương và tôn trọng vợ, và ngược lại vợ yêu thương tôn trọng chồng mình. Nhưng mà cái điểm nền tảng là cái gì? Để tránh được và vượt qua được những lúc gian truân, gian khó, lộn xộn, và chúng ta dựa trên tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa. Chính tình yêu đó là sức mạnh chúng ta có thể hy sinh nhiều hơn, cho dẫu là chúng ta cảm thấy thiệt thòi, kiên nhẫn quá sức chịu đựng mà không, Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Chịu đựng với chúng ta thế nào thì chúng ta cũng dành cái tình thương đó, cái chịu đựng đó, hy sinh đó vì Chúa mà dành cho người chồng và người vợ của mình. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta dâng tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị hôm nay cho gia đình Thánh Gia hướng dẫn, và mỗi người ta cầu nguyện cho nhau để người chồng, người vợ làm chứng tá cho Chúa, cho bí tích hôn nhân, cho ân sủng của hôn nhân, bằng cách sống đời sống thánh thiện, sống chứng tá thánh thiện, nên thánh trong chính gia đình hôn nhân của mình, trong chính ơn gọi vợ chồng của mình nữa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin kính mời cộng đồng đứng cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin đến một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin đến một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh.
xin kính mời các đôi kỷ niệm hôn phối tiến lên bậc đứng trên thế gian cung thẳng để cử hành nghi thức. Lời Chúa xin cha ban và thăm hoa tình yêu của các tu tơ Chúa đây, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu di lòng chung thủy, cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của Bi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong thiên lặng, hai người trao cho nhau chiếc nhẫn như dấu chỉ nhắc lại lời cam kết hôn nhàn, và xin Chúa củng cố quyết tâm này của họ luôn đầy đủ. Nhân ngày vui của các gia đình kỷ niệm hôn phối hôm nay, Đức Cha Giáo Phận có gửi những phần quà cho các gia đình là các vi bằng chúc mừng. Thank you.
người cầm xin mời các gia đình hướng xuống phật đoàn để phật đoàn chúc mừng bằng tràng pháo tay. Xin mời. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, Thánh gia là gương mẫu cho các gia đình công giáo về lòng yêu mến, vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tình yêu quên mình vì nhau trong đời sống hàng ngày. Hầu cùng với tất cả các gia đình, đặc biệt là các gia đình kỷ niệm hôn phối hôm nay, chúng ta xin Chúa trợ giúp các gia đình sống thánh thiện và trung tín. Trong mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Xin cho các gia đình công giáo luôn khao khát tìm kiếm và sống thánh ý Chúa, biết rằng Chúa ở vị trí trung tâm để người lên nguồn tình yêu, sự sống và hạnh phúc của gia đình. Thank you.
hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền bản này lên trước tôn nhan vì lời thánh mẫu Đồng Trinh và thánh ca du xe cầu thanh nguyện dung. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa là Cha Chi Phan, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đăng kinh này, người là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình cho chúng con, và người vốn được sinh ra trước mọi thời gian nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian, để khi làm cho mọi loài sa ngã được trỗi dậy trong người, người phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật và dẫn đưa con người lầm lạc trở về quê trời. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: quý tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, quý chức bằng giáo
và mọi linh hồn giáo xứ chúng con cùng các linh hồn mà chúng con cùng nghiệp dâng lên hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong nhà hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hai tay được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe Bản Cám Năm Đức Kim Nữ, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy chúng ta giam nguyện rằng
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thân thế, xin cho chúng con hằng biết noi gương thân gia thân, để sau đời khổ ai được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh Ca Du sẽ hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Một lần nữa chúng ta vỗ tràng qua thật lớn để chúc mừng các gia đình, đặc biệt các gia đình Nguyễn Thắng, và đặc biệt hơn nữa là gia đình ông bà Trung Bình mừng Ngọc Khánh Hùng Khối, một điều rất đặc biệt, cả hai ông bà con cháu rất đông đủ. Hôm nay chúng ta một lần nữa vỗ tràng qua tay nhau. Xin cảm ơn các gia đình đã tổ chức rất nhiều cho công việc ngày hôm nay. Và giờ đây theo chương trình, một vị đại diện có đôi tâm tình xin cộng đoàn vui lòng nán lại chút nữa để cho vị đại diện có đôi lời cảm ơn. Xin kính mời. Xin kính mời quý đôi Ngọc Khánh, Kim Khánh và các Khánh chúng ta cùng đứng để dâng lời cảm ơn quý cha cũng như cộng đoàn đình diện. Sau đây con xin được đại diện về ba đôi hôn phối kỷ niệm Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người, trong kính cha Thánh Sứ Đa Minh, cha Phó Sứ Du Xe, cha Du Xe dòng Đa Minh, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý chức ban hành giáo, quý giới, quý đoàn thể và quý cộng đoàn đã và đang hiện diện tại trong ngôi thánh đường giáo xứ Kẻ Sợt thân yêu này. 60 năm Ngọc Khánh, 50 năm Kim Khánh và 25 năm Ngân Khánh, đó là những cột mốc, những quãng đường và thời gian dài để chúng con chung sống với nhau trong ơn gọi gia đình, cùng với biết bao thăng trầm của cuộc sống, những niềm vui, những nỗi buồn, những cực khổ, những hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt tuôn trào. Nhưng chỉ có tình yêu hôn nhân vợ chồng trong gia đình vẫn tồn tại và không thay đổi mãi mãi. Kính thưa quý cha và quý vị, ngày hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày kỷ niệm và là ngày để tất cả mọi người chúng con, những ai được mời gọi sống trong bậc hôn nhân gia đình, cắt riêng là cho những gia đình ngày hôm nay, cùng với giáo hội kỷ niệm ngày mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh hôn phối. Hôn nhân gia đình là một ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban cho chúng con, vì gia đình là tổ ấm, là cái nôi của tình thương, là môi trường giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái. Chính các bậc cha mẹ sẽ là mẫu gương sống đồng nhất để con cái noi theo, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan hiền, gia đình ấm êm hạnh phúc, sẽ giúp con cái phát triển tinh thần tình cảm, góp phần cho giáo hội thánh thiện và xã hội bình yên. 60 năm, 50 năm và 25 năm là những cột mốc để cho chúng con có dịp tạ ơn Chúa và để cảm ơn nhau, xin lỗi nhau, cảm ơn nhau vì những hy sinh cao quý mà đã dành cho nhau, cho trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng. Xin lỗi nhau vì những hiểu lầm, những lúc giận hờn hay những lúc thiếu sót bất hòa, nhưng tình chồng nghĩa vợ dần rồi lại thương nhau nhiều hơn. Vì thế, để có được ngày hôm nay là nhờ hồng ân Chúa ban cho, vì chính Thiên Chúa đã kết nối, giữ gìn và chúc phúc cho chúng con trong suốt 60 năm, 50 năm và 25 năm qua. Nhờ tình thương của ông bà, cha mẹ, họ hàng nội ngoại và nhờ sự giúp đỡ của mọi người, với tấm lòng biết ơn và cảm tạ tri ân, chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế đã dâng thánh lễ thật sốt sáng và trang trọng để
quý chức ban hành giáo, ban phục vụ giới gia trưởng, ban phục vụ giới hiển mẫu, ca đoàn giới hiển mẫu, ban kim nhạc, ban phục vụ vòng thánh, các em lễ sinh, anh điện thoại camera, ban truyền thông giáo xứ Tẻ Sập và tất cả mọi người đã và đang tham dự thánh lễ cầu nguyện, cộng tác giúp cho thánh lễ thêm phần long trọng. Cuối cùng, chúng con xin gia đình thánh gia thất truyền cầu và đong đầy những ân huệ thiêng liêng cho quý cha và tất cả mọi người đã hàm ơn cách này hay cách khác, bù đắp cho những giới hạn và thiếu sót trong lời tạ ơn. Bởi nghĩa ân nhận được cao sâu hơn cả đất trời, mênh mông hơn biển rộng và út dài hơn cả con đường. Nhân ngày vui hôm nay, xin quý cha đồng tế nhận nơi chúng con những lãng hoa tươi thắm, biểu hiện chút tình khiêm hạ con thảo nơi trại rừng hay 5 năm, 50 năm, 60 năm. Trước cổng thềm năm mới, chúng con xin Chúa Xuân hiện diện sống động trong giáo xứ đạo chúng con, để mỗi người cùng với mọi người tràn đầy thánh đức và an lành trong cả năm mới Chúa ban. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ và tri ân. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời quý cha đồng tế chụp riêng với tấm hình với kỷ niệm với cái gia đình này, kỷ niệm một vốn mạnh. Và xin chân thành cảm ơn. Xin một lần nữa cảm ơn sự hiện diện cũng như là tham dự thánh lễ số sáng của cộng đoàn. Đặc biệt là xin chúc mừng tất cả các gia đình, nhất là các gia đình kỷ niệm vui vui. Xin mời chúng ta cùng đứng để lãnh nhận pháp đoàn tổng thể quy lễ. Và xin ba cha cùng bạn pháp đoàn nhé. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho quý ông bà anh chị được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho quý ông bà anh chị nơi con cháu. Xin con một Thiên Chúa thương xót phụ trợ quý ông bà anh chị khi thịnh vượng cùng như lúc gian nan. Xin Chúa thân thần hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống lòng quý ông bà anh chị và mọi người chúng ta. Hiện diện nơi đây. Thánh lễ đã xong, chúng em chị em đi bình an. Giờ đây chúng ta cùng hướng về hang đá Bethlehem để dâng gia đình chúng ta lên mẹ và thánh Giuse. Lạy mẹ Yeah.
nước bên đục bên trong rơi vào vọng đào con cũng sống rơi vào vọng sợi con cũng sống tháng năm bên chồng bên con cái an lòng làm vợ con giữ một lòng thủy chọn tình mẫu tử thuận vợ chồng ta cạn nước biển đông. Chúa ơi, con là trai tráng kiêu hùng, đời trai khi biết yêu là sống chung, cho dù sang giàu con cũng sống, cho dù vất vả con cũng vâng. Tháng năm bên vợ bên con cái chung tình, làm cha con giữ một lòng hy sinh, làm chồng xin tròn tình chung chính, thuận vợ chồng tan cạn nước biển đông. Xin cho chúng con suốt đời bên nhau, thì xin già lâu thuận hòa yêu dấu, cho tới khi tóc bạc mái đầu. Dù đời ngược xuôi với những âu sầu, dù đời cay đắng với bao khổ đau, thì xin cứ luôn mãi gần nhau. Xin cho chúng con chung một niềm tin, luôn luôn nhìn nhau với lòng tôn kính, luôn ấm êm sum họp gia đình. Và từ đây bước chung một lối, yêu thương nhau xin con cái ngàn sau, hạnh phúc gia đình luôn an vui. Sống chung cho dù sang giàu con cũng sống, cho dù vất vả con cũng vâng. Tháng năm bên vợ bên con cái chung tình, làm cha con giữ một lòng hy sinh, làm chồng xin tròn tình chung chính, quân vợ chồng tan cạn nước biển đông. Xin cho chúng con suốt đời bên nhau, thì xin già lo thuận hòa yêu dấu, cho tới khi tóc bạc mái đầu.
Dù đời ngược xuôi với những âu sầu, dù đời cay đắng với bao khổ đau, thì xin cứ luôn mãi gần nhau. Xin cho chúng con chung một niềm tin, luôn luôn nhìn nhau với lòng tôn kính, luôn ấm êm sum họp gia đình. Và từ đây bước chung một lối, yêu thương nhau sinh con cái ngàn sau, hạnh phúc gia đình luôn an vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.